Hello, thân mến chào các bạn. Ok, hôm nay Peter mới đi test hai cái máy này. Chụp từ sáng tới từ sáng tới khoảng chừng 2 giờ chiều. Có nghĩa là hôm nay Peter chụp cũng khoảng chừng 4 tiếng một số hình, và chụp thì nó cũng hơi tốn công một chút xíu, là tại vì cứ chụp máy này xong rồi được một hình lại bỏ xuống, ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích gì hết, cầm cái máy này lên và cũng để cùng cái thông số hồi nãy và chụp. Cứ thế mà làm, cứ mỗi hình là phải làm hai cái động tác, hai máy. Và Peter làm chụp, Peter nghĩ cũng được một cái hơn 100 hình á, thì Peter sẽ chia sẻ với các bạn những cái hình nó như thế nào. Nhưng mà cái video này Peter muốn chia sẻ với các bạn cái cảm nghĩ dùng hai máy nó như thế nào, và Peter thích cái nào hơn và cái nào nó là thực tế hơn. Ngày hôm nay Peter cũng chụp hai cái máy này bằng tay hết, cầm tay. Peter không có bỏ lên tripod, là tại vì á Peter muốn làm cái test này nó giống như là mình đi chụp thông thường mỗi ngày vậy đó. Tại vì hai cái máy này mình không có nên bỏ lên trên tripod mình chụp làm cái gì. Hai cái máy này là hai cái máy đời thường, ống kính 35 f/2, mình đeo trên người mình rồi mình chụp thôi. Cái thao tác của mình lúc nào cũng là cầm trên tay và mình chụp. Dĩ nhiên là cái bên này là nó autofocus, cái RX1 này là autofocus, cái lens ở bên cái máy A7R Mark II của Peter đây là cái Loxia thì là manual focus. Ok, ngày hôm nay vì hai cái máy này chụp đều cùng một động tác, chụp tấm này bỏ xuống, 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 có nghĩa là Peter dùng đều với nhau và những cái setting ở trong máy cũng đều với nhau. Peter không có coi lại hình của máy nào hơn máy nào hết, tại vì Peter muốn đo thử coi là cái pin nó như thế nào. Thì cái A7R Mark II hôm nay Peter chụp 3 tiếng đi, cứ cho là 3 tiếng đi, 3 tiếng rưỡi thì là hết một cục pin. Và cái cục pin ở trong máy hiện bây giờ là còn một nửa, có nghĩa là hết một cục pin rưỡi. Ok. Trong khi cái... Để Peter để cục pin đây cho các bạn nhìn cho nó dễ. Trong khi cái RX1R Mark II này á, cũng cùng một cái động tác, cũng chụp như vậy đó, không có làm gì hơn hết. Thì Peter dùng hết 3 cục pin. Và cái cục pin ở trong này hiện bây giờ còn một nửa, có nghĩa là Peter dùng 3 cục pin rưỡi. Các bạn cũng phải hiểu là cái máy RX1 này nó nhỏ hơn. Ok. Và nó sẽ hao pin hơn là tại vì cái này là autofocus. Nó sẽ phải có phải dùng nhiều điện hơn để nó autofocus cái lens. Trong khi cái này là Peter lấy nét bằng tay, cho nên đỡ hao pin hơn. Tuy nhiên, một lý do là tại sao cái này nó đỡ hao pin hơn là tại vì như các bạn thấy là cái A7 R Mark II cái cục pin nó bự, nó dài hơn, trong khi cái RX1R bên này đây, cái cục pin nó có nhỏ hơn một nửa. Ok, nếu mà so về dung lượng thì nó nhỏ hơn, cho nên nó hao hơn, nó hao pin hơn. Ok, nó hao heat pin hơn. Và vì ngày hôm nay Peter test á, cái lens này là autofocus, trong khi cái lens này là manual focus, thì autofocus thì nó sẽ hao pin hơn. Ok, hai con sensor 42 megapixel trong này, cái IVF nó bằng nhau, tất cả mọi thứ nó bằng nhau, chỉ có hai cái lens là một cái autofocus, cái manual đó, thì cho các bạn thấy là pin nó hao như vậy đó. Cho nên nếu mà ai chơi cái dòng RX1R Mark II này, là mình mà muốn chơi nguyên một ngày á, Peter nghĩ lắm mà chắc mình phải có ít nhất cũng phải 10 cục pin này cho nó chắc ăn. Thì 10 cục pin này cũng rẻ thôi, tại vì mua 2 cục có 15 đồng. 10 cục có nghĩa là chia 5, mua 5 bộ, 15 đồng một bộ, có nghĩa là 75 đô. 75 đô mình có 10 cục pin, và mỗi bộ vậy nó cho mình cái đồ charge luôn là 10 cục pin, 5 cái charge. 75 đô thì Peter nghĩ rất là cũng không có mắc. Nhưng mà cái vấn đề á là mình phải thay pin qua lại nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay á, lúc mà Peter đi chụp á, Peter cũng không có khó chịu gì hết, là tại vì khi nó nói hết pin thì mình cũng có cái cơ hội là
mình chậm rãi từ từ lại để mà mình thay pin. Thay pin thì cũng nhanh thôi, có 30 giây là xong, móc trong cái túi quần ra cái mình thay vô. Không, đối với Peter không có vấn đề khó khăn. Và thứ hai nữa là Peter cũng rất là bất ngờ là hôm nay Peter chụp 3 tiếng 3 tiếng rưỡi mà Peter mới có hao có 3 cục pin, trong này còn một nửa. Thì thật sự mới đầu mà nói là lúc mà Peter mua cái máy này á, là Peter cũng rất là sợ về vấn đề pin, tại vì đây là một trong những khuyết điểm của cái máy này, tại vì nó nhỏ quá đi. Và vì nó nhỏ như vậy á, nó mới bỏ được cái cục pin nhỏ này, chứ nó đâu có chỗ đâu mà nó để cục pin bự. Cục pin này đâu có bỏ vô được. Ok. Thì trong cái gì cũng vậy á, là mình phải hy sinh, có cái này mất cái kia, có cái kia mất cái này. Đó, mình không có thể hoàn hảo 100% được. Nếu mà các bạn muốn pin to, máy mạnh á, thì một là các bạn cứ chơi Nikon với Canon, vác mấy cái máy bự. Ok, nó có cái cục pin bự thì các bạn chụp cả ngày. Còn hai nữa là các bạn có thể mua cái A9 hoặc là cái A7R Mark 3 đó, giờ nó có cái cục pin bự rồi. Cục pin đó xài ngang với lại chì như là cái dòng Canon với lại Nikon. Ok, nhưng mà trong hai cái dòng này thì dĩ nhiên là pin nó nhỏ. Ok, rồi không nói tới pin nữa. Bây giờ nói tới cái vấn đề sử dụng hai máy. Thì á, thưa các bạn á, là chỉ trong vòng 15 phút đầu thôi, Peter chụp, chỉ có trong vòng 15 phút đầu mà Peter chụp khoảng chừng 10 tấm hình, mỗi bên 10 tấm hình thôi, là Peter cảm thấy là Peter thích cái gì rồi, thích cái máy nào rồi. Ok, Peter khẳng định cho các bạn là cái máy RX1 này Peter dùng ngày hôm nay, thật sự là hôm nay là ngày đầu tiên Peter dùng nó với lại cái tính cách là nhiều. Peter dọc nó. Chỉ cần nửa tiếng đầu tiên thôi, cái thằng này, cái thao tác của cái RX1 này, RX1R Mark II này, ăn đứt cái thao tác này. Về đủ mọi mặt hết, lấy nét nhanh, hỗ trợ lấy nét nhanh, cái màn EVF cũng sáng hơn. Cái ống kính này không biết sao nó sáng hơn cái ống kính này. Chắc là tại vì cái thằng này nó chế cho nhau rồi. Peter cảm thấy là dùng cái này, thao tác với cái máy này thật là tuyệt vời. Ok. Peter cũng có thể nói với các bạn là Peter rất là tiếc là đã đợi tới ngày hôm nay để mua máy này. Peter đâu có ngờ là nó ngon như vậy. Cái máy này quá tuyệt vời. Và Peter rất là tiếc. Ước gì Peter đã mua nó từ lâu. Tại vì sau khi dùng cái này xong ngày hôm nay, Peter thích nó quá, yêu nó quá. Và nó thật là tuyệt vời. Nó rất là nhỏ, gọn, nhẹ. Chụp rất là sướng tay. Cái thằng này ngược lại á, thì chụp cũng rất là ok, cũng ơn. Nhưng mà vì nó là manual focus, cho nên chỉ cần sau nửa tiếng thôi là Peter mỏi mắt, con mắt của Peter nó bắt đầu nó đờ, nó mệt. Peter bắt đầu chảy nước mắt là tại vì Peter cứ phải nhìn vô cái EVF và phải lấy nét bằng tay. Tuy là hai cái máy đều có focus picking và có cái nó gọi là focus magnifier, có nghĩa là khi mà mình vặn cái vòng lấy nét tay á, là nó zoom lên cho mình để mà nó hỗ trợ cho mình. Lát nữa Peter sẽ làm cho các bạn xem luôn. Tuy là nó có cái focus picking, nhưng cái thao tác giữa hai thằng này thì cái RX1 R Mark II này ăn đứt cái bộ này về mọi mặt. Đó là chưa kể là Peter biết chắc là số hình ở bên cái máy này của Peter sẽ rất là nét. Nét hầu như là 95%, ít có tấm nào rớt. Nhưng mà tấm bên này có thể nói là Peter có một số sẽ bị out nét, là tại vì á, mình lấy nét tay không thể nào chính xác 100% được. Và thứ hai nữa là khi mà cái con mắt mình nó yếu rồi á, thì mình cái độ lấy nét của mình nó không còn chính xác nữa, cho dù có focus picking đi nữa. Ok, thì giữa hai máy Peter kết cái máy này, cái lens Loxia này, thưa các bạn là dùng nó rất là thích, vặn nó rất là sướng, chỉnh khẩu rất là đã, cầm rất là đẹp, đầm tay. Tuy nhiên nó không có thao tác tốt cho những người như Peter. Có thể là những người nào mà trẻ mà mắt còn tốt á, thì
thì chơi thằng này được, nhưng mà với cái cặp mắt của Peter giờ đó chập khoảng chừng 15-20 phút mà dùng manual focus là sẽ đờ mắt. Thì Peter ngày hôm nay test xong rồi, Peter sẽ bỏ cái này vô hộp và trả lại cho B&H, là tại vì không thể nào dùng manual focus được. Và ngày hôm nay cái câu trả lời và cái khẳng định của Peter là Peter sẽ không có mua lens manual focus nữa. Ok. Chính vì thế ngày hôm nay Peter bỏ ra thời giờ để đi, để mà khẳng định cho chính mình và muốn chia sẻ những cái thông tin cho các bạn. Nếu các bạn nào muốn chơi manual focus, ok, con mắt của các bạn còn tốt thì Peter hoàn toàn ủng hộ các bạn. Nhưng mà với những cái bạn mà mắt yếu hoặc là lớn tuổi rồi á, thì không nên chơi thằng này, tại vì mình sẽ rất là mệt, con mắt mình nó sẽ rất là bị đờ, con mắt mình nó sẽ bị dại, sau nửa tiếng đồng hồ nó dại, nó đờ và mình sẽ rất là mệt, và mình chụp lúc đó mình không còn thích thú nữa, tại vì mình mệt quá, mình không có chú trọng vô cái bố cục. Trong khi cái thằng này á, autofocus nó đã cho mình autofocus tốt rồi. Và lát nữa Peter sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái máy RX1 này á, nó có cái hệ thống nó gọi là DMF, có nghĩa là Dynamic Manual Focus. Nó còn hỗ trợ cho mình vừa autofocus mà lại vừa manual focus luôn, cho nên cái hình mình á, với cái độ chính xác rất là cao, nhất là khi mà mình dùng qua macro. Hôm nay Peter có chụp một số hình macro và Peter dùng với lại cái DMF này, thì Peter biết chắc là hình nó sẽ nét, rất là nét. Ok, để Peter minh chứng cho các bạn cái ý của Peter đây. Hiện bây giờ, đó như các bạn nhìn trên cái màn hình, hiện bây giờ là Peter có cái focus picking màu đỏ. Ok, Peter lấy nét ở ngay cái đầu của cái microphone. Peter có cái microphone đây. Peter đang có cái focus picking màu đỏ. Thì cái lens này manual focus, cho nên cái mình để như vậy là mình sẽ thấy cái màu đỏ. Nếu mà nó out of focus nó sẽ là như vậy, nó không có cái vùng màu đỏ. Đây là out of focus. Ok. Thì cứ mỗi lần mà mình vặn cái vòng autofocus này là tự động, Peter đã set cho cái máy này tự động nó zoom lên và mình vặn cho tới khi nào nó hiện lên cái màu đỏ, cái viền đỏ là nó lấy nét đây. Thấy không? Các bạn thấy cái hình nó zoom lên. Và đây là Peter đang vặn đây. Cái tay của Peter đang vặn. Và như các bạn thấy là Peter vặn cho tới khi nào nó lên cái màu đỏ. Đó, các bạn thấy cái màu đỏ không? Cái này là nó cho mình biết là cái hình nó sẽ nét ngay cái chỗ đó. Và từ đó mình bấm, mình chụp. Thì như các bạn thấy là nó chậm hơn. Để Peter cho các bạn coi cái hình mới chụp. Và chưa chắc gì nó chính xác. Dĩ nhiên là đây, ok, rất là nét rồi đó. Thấy không, như các bạn thấy. Nhưng mà để được cái hình nét như vậy á, là mình cũng phải mệt lắm. Đó, thứ nhất á, là mình, đây là cái hình nó out of focus nè. Ok, mình vặn cái này. Trời rồi, cái tự động, cái system nó Peter đã làm cho nó zoom lên. Và mình vặn cho tới khi màu đỏ. Khi màu đỏ rồi á, mình chụp, mình sẽ có hình. Nhưng mà làm như vậy á, sau nửa tiếng ấy, con mắt mình nó đừ, nó mệt, nó dại. Và thứ hai nữa là mình sẽ mất một số hình, ví dụ như là đời thường mình không có thể nào mà làm như vậy được. Rồi, để minh chứng cái máy RX1R cũng như vậy. Ok, để cái máy này á, để Peter để qua chụp thông thường, mình chụp thường cũng được là single shot. Thì cũng F2, cũng F2 mở khẩu. Tại vì cái này hồi nãy là Peter cũng chụp mở khẩu. Thì cũng F2. Ok, để coi. Đó, mình bấm như vậy là lấy nét, là mình chụp thôi. Ok, nếu mà các bạn nhìn cái hình và Peter zoom lên thì các bạn thấy là nét, rất là nét, thấy chưa? Tuy nhiên, nếu mà Peter chuyển nó qua cái hệ gọi là DMF, nó còn hay hơn. Đây, Peter vặn xuống DMF, Dynamic
manual focus. Rồi. Thì á, với cái focus picking nó hiện lên. Ok, bây giờ Peter bấm cái cò. Peter bấm cái cò là nó sẽ lấy nét nè. Rồi, nó lấy nét đúng không? Xong rồi á, nếu mà mình muốn chỉnh cái nét mình ngon hơn nữa đó, thì mình giữ cái cò và mình vặn cái nút. Mình vặn cái, không phải là cái nút mà mình vặn cái vòng manual focus. Và khi mình vặn cái vòng manual focus á, là cái màn hình của Peter nó zoom vô. Và Peter có thể nhích, tinh chỉnh một chút nữa để cho nó chắc ăn. Và kết hợp hai cái như vậy á, Peter có một cái hình rất là nét và lại rất là nhanh. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Rất là nét, nét căng luôn. Mà rất là nhanh và rất là chính xác. Đây, Peter làm lại cho một lần nữa cho các bạn coi. Với cái hệ thống DMF, với cái kết hợp dùng cái DMF, nó gọi là Dynamic Manual Focus, mình bấm cái cò, mình bấm lấy nét, nó kêu beat một cái, xong rồi mình vặn cái manual focus, nó zoom lên, và từ đây mình tinh chỉnh. Chỉ cần nửa giây thôi là mình có một cái hình rất là nét. Cho nên ngày hôm nay Peter dùng cái máy Sony RX1 R Mark II này, thì kết luận của Peter chỉ cần sau nửa tiếng thôi. Cái kết luận của Peter là Peter sẽ giữ cái em này. Và nếu mà mai mốt nó ra cái mã số 3, chắc chắn là Peter sẽ nâng cấp và bán cái này đi. Tại vì cái này thật sự mà nói, thưa các bạn, là vì Sony nó thiết kế cái này, nó đã kết hợp cái lens này với lại cái thân máy dính lẻo với nhau rồi. Cho nên nó có thể, mình có thể nói nó là một cặp đôi hoàn hảo rồi, không bao giờ tách rời ra khỏi nhau. Chính vì thế á, cái thao tác và cái dùng cái bộ này quá tuyệt vời. Thật sự mà nói là ngoài cái sức tưởng tượng mà của Peter ngày hôm nay, Peter dùng cái này, Peter mê quá. Mê đến nỗi mà bây giờ Peter có thể nói là Peter ghiền. Có thể là ngày mai hay là cuối tuần này Peter chắc chạy lên Chinatown ở trên Los để Peter chụp street photography cho nó sướng tay. Tại vì chụp con này có thể nói là ghiền đến nỗi mà mình không muốn bỏ xuống. Không biết là các bạn có thông cảm và có hiểu được cái ý của Peter hay không. Cái con này nó nhỏ với những cái phụ kiện Peter gắn lên. Ngày hôm nay Peter đi dùng, Peter mới thấy cái sự lợi hại của nó. Là thứ nhất á, là Peter gắn cái đế. Cái đế vô thì mình sẽ có cái chỗ mình cầm cái tay. Thứ hai nữa là ở đây nó có cái thumb grip. Đây nè. Đó. Thì cái ngón tay chỗ Peter giữ vào đây. Thì là giữa cái chỗ này với cái chỗ này là Peter cầm cái máy rất là chắc chắn. Ok. Và ở đây là Peter bấm cái shutter. Và như các bạn thấy là dưới đây là cái tay của Peter là nó vừa đủ để mà Peter gá nó vô đây và cầm nó rất là sướng. Và chụp ngày hôm nay với cái tiếng chụp của cái máy này, để Peter bấm lại cho các bạn nghe, sẽ nghe tiếng chụp nó rất là nhỏ, rất là nhẹ. Ngày hôm nay Peter chụp ở trong cái những cái chỗ trong cái nhà thờ của cái mission á, không ai nghe Peter chụp hết, tại vì cái tiếng chụp của cái máy này nó nhỏ nhẹ lắm. Tại vì ở đây nó trong cái lens này nó dùng cái shutter, nó gọi là cái leaf shutter, là shutter lá, chứ không phải là cái loại shutter của cái dòng này. Cái shutter của cái dòng này như các bạn nghe là nó sẽ lớn hơn. Đó, nó lớn hơn có thể nói là gấp 3-4 lần. Ok, tuy nhiên cái thằng này ở trong này mình có thể chụp silent shooting. Ok. Cho nên cái vấn đề là nó còn chụp êm hơn cái kia. Nếu mà mình dùng silent shooting nó còn coi như là không có âm thanh luôn. Nhưng mà nếu mà để nguyên như vậy mà chụp thì các bạn thấy là cái âm thanh nó sẽ lớn hơn là cái thằng này, thằng RX1. Rồi, để coi Peter suy nghĩ coi có cái gì nữa để chia sẻ với các bạn luôn trước khi Peter quên. Một lần nữa là ngày hôm nay Peter đã có cái câu trả lời cho chính Peter. Đó là Peter không chơi manual focus được, là tại vì thứ nhất là cái con mắt của Peter nó yếu rồi. Thứ hai nữa là chụp manual focus, mình không có thời giờ để lấy được một cái hình đúng như theo ý của mình. Peter là cái loại người mà thích
thấy cái tấm hình trong trong đầu rồi, bỏ cái máy lên là mình phải thâu tấm hình vô đầu liền, chứ mình không có đứng mình canh được. Peter không có thích chụp cái kiểu mà cứ đứng mà vặn vặn mà canh, cho nên chơi cái kiểu này là Peter không hoàn toàn là không thích hợp với lại cái lối chụp của Peter. Mà Peter chụp đời thường rất là nhiều, có nhiều khi có nhiều cái tấm hình Peter chụp chỉ cần có một giây thôi là Peter đã lấy được cái tấm hình, cái bước chân người ta bước, hoặc là người ta chạy, hoặc là người ta đi, hay là người ta cái động tác gì đó là mình phải lấy cái hình liền. Mình không có thể mà đứng mà mình vặn cái vòng mà lấy nét rồi mình sẽ mất một số những cái khoảnh khắc đẹp. Trong khi autofocus thằng này bắt rất là nhanh. Peter có đi vô trong những cái phòng mà rất là âm u của cái mission ngày hôm nay. Peter lát nữa Peter sẽ coi hình và chia sẻ cho các bạn. Peter vô và thằng này hoàn toàn lấy nét tốt. Có thể nói là lấy nét không thua gì thằng Mark II này. Lấy nét bằng nhau. Hai thằng này lấy nét bằng nhau. Cái EVF này á, hồi nãy trong cái video vừa rồi Peter cũng có nói, không biết tại sao cái EVF này Peter thấy nó sáng hơn cái EVF này. Sáng, rất là sáng, đẹp, tuyệt vời. Giữa hai cái máy này, thật sự mà nói, Peter thương cái thằng này quá. Sau ngày hôm nay mình dùng nó xong, mình mới thấy cái sự lợi hại của nó. Nhiều khi mình nói, ủa sao cái máy nó nhỏ vậy mà mình phải bỏ ra 3.000 đô để mình mua nó. Trong khi mình có thể mua cái này, và thay ống kính rồi cái này kia đa dụng đủ thứ. Các bạn dùng rồi thì mới các bạn mới cảm thông được những cái điều mà Peter mới nói. Chỉ có những người dùng rồi thì mình mới hiểu. Còn bây giờ Peter có nói 25-30 phút đi nữa, các bạn cũng không thể hiểu được. Nhưng ngày hôm nay Peter cũng cố gắng chia sẻ các bạn. Cái máy này có thể nói là một trong những cái máy mà Peter thích nhất từ xưa đến giờ. Tại vì Peter cũng đã dùng rất là nhiều máy rồi, nhưng mà chưa có cái máy nào nó cho Peter một cái cảm giác gọi là thích thú, những một cái cảm giác rất là tuyệt vời, một cái cảm giác là chụp hình mình enjoy cái chụp hình của mình và mình yêu cái nghệ thuật của mình. Và bảo đảm với các bạn là cái hình ngày hôm nay Peter chụp, có một số hình từ cái máy này, Peter bảo đảm nó sẽ rất là đẹp, là tại vì nó con sensor 42 megapixel này cộng với cái lens này thì không thể nào xấu được. Peter thích quá. Ok, cho nên về nhà ngày hôm nay Peter làm cái video này chia sẻ các bạn liền. Tuy nhiên, cái khuyết điểm của cái bộ này đó là vì nó nhỏ cho nên nó mau hết pin. Thì chơi cái này là mình phải hiểu đây là cái nhược điểm của nó, mình phải mua nhiều pin. Pin này thì rẻ thôi. Mua nhiều pin để dành đi đâu cũng giục một đống trong xe vậy đó, tại vì pin này nó quá rẻ đi. Mình không có ngại cái vấn đề đó, nhưng mà nó mau hết pin và nó dùng nhiều pin. Tuy nhiên, nó là một cái máy đẳng cấp. Nếu mà các bạn nào có cơ hội thử, cầm thử trên tay, chụp nó, thì Peter cũng góp ý là ráng chụp thử. Và nếu mà các bạn nào mà có cơ hội hoặc là có khả năng muốn một cái máy đẳng cấp với cái lens đẹp 35 f/2, với cái con sensor đẹp, dynamic range tốt và thao tác ngon lành, Peter có thể highly recommend cái máy này. Ngày hôm nay Peter chụp xong Peter thích quá, làm cái video này liền. Ok, nói dài dòng quá rồi. Bây giờ chúc các bạn một ngày vui nha. Rồi Peter sẽ đóng gói trả cái Luxia lens này lại. Tuy cái Luxia lens này thật sự đẹp quá, cầm rất là sướng, chụp thì Peter cũng rất là thích, nhưng mà chỉ trong nửa tiếng là mệt mắt rồi, Peter không có thể dùng được nữa. Ok rồi, thân mến chào các bạn.